Các bạn có bao giờ cảm thấy đôi khi cuộc sống này có bất công quá không? Có người sinh ra đã ngậm thìa vàng, có người làm quần quật cả ngày vẫn không đủ ăn, có người thì chăn ấm đệm êm, có người thì thiếu thốn đến từng chút một. Đóng tim ngay, đóng tim. Ok rồi, đẹp ơi, đẹp ơi, đẹp ơi. Đôi khi nhìn lên mình cũng không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống mình đã khá may mắn hơn rất nhiều người rồi. Nên thường vào cuối tháng mình sẽ trích ra một số tiền nhỏ từ khoản kiếm được để mà mua một số đồ dùng thiết thực nè, và cho đi bằng cả tấm lòng, kèm theo thông điệp san sẻ một phần may mắn của bản thân đến với những hoàn cảnh khó khăn hơn. Ê, rồi đấy luôn. Có lượt, có phần hết, thôi được rồi. Không mong sẽ thay đổi được cuộc sống của họ, mình chỉ mong nguồn năng lượng tốt và may mắn này sẽ lan tỏa được đến nhiều người hơn để không còn phải thấy cảnh khó khăn như vậy nữa. Tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Kiên Giang này á, đang nuôi dưỡng hơn 250 người nha các bạn, được chia làm 3 khu. Một khu dành cho trẻ em nè, một khu dành cho người cao tuổi và một khu á, dành cho những người không được minh mẫn. Mình chỉ mong công việc sẽ ngày càng phát triển và ổn định hơn nữa để có thể làm được nhiều việc có ích và thiết thực hơn